Hiện rõ ngã kiến là cội gốc cho sáu, mươi hai kiến thế gian là không. Hiện rõ mười thiện nghiệp đạo thế gian là không. Hiện rõ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc thế gian là không. Hiện rõ sáu pháp ba la mật đa thế gian là không. Hiện rõ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không thế gian là không. Hiện rõ cổ tập diệt đạo thế gian là không. Hiện rõ ba mươi bảy pháp bồ đề phần thế gian là không. Hiện rõ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười người biến xứ thế gian là không hiện rõ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện thế gian là không hiện rõ tam thừa thập địa của thế gian là không hiện rõ mười địa bồ tát thế gian là không hiện rõ tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa thế gian là không hiện rõ năm loại mắt sáu phép thần thông thế gian là không hiện rõ mười lực như lai like, bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng thế gian là không hiện rõ đại từ đại bi đại hỷ thế gian